ăn à, dậy đi làm đi con. Hết lễ rồi, dậy đi, đừng có làm biếng nữa. Dậy, Khang, thả tay ra coi. Mày làm gì vậy luôn, để Khang dậy đi làm nữa. Qua lễ rồi. Qua gì mà qua, còn lễ. Lễ nghỉ được có 4 ngày à, còn thôi cái gì. Thôi đi nha, nói còn là còn, ha. Đừng có đụng. Mày nghĩ sao mà nói còn hả Lu? Thì hai ngày lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 rớt vô hai ngày cuối tuần, tránh đất coi. Rồi sao? Thì được cho nghỉ bù thêm 2 ngày, thứ hai thứ ba là tổng cộng nghỉ được 4 ngày. Thì đúng, đã hết 4 ngày, bây giờ người ta phải đi làm rồi, có hiểu chưa Lu? Con hiểu chưa? Sao không cho nghỉ tiếp tới cuối tuần luôn ta? Cảm giác như chơi chưa có đã gì hết trơn à. Bỏ đất coi. Ủa, không đi làm lấy cái quần vậy ăn hả mày? Lu, thì đúng rồi, bỏ đất coi. Cùng lắm lấy cái quần ra ăn thôi có gì đâu. Mày đi chơi lễ hết tiền luôn rồi hả Lu? Còn nhiều lắm. Nhiều bao nhiêu? Làm gì hỏi kỹ quá vậy? Cái bóp tiền của Lu giống như củ hành tây vậy, mỗi lần mở ra là Lu lại khóc chán mặt cứu. Biết vậy còn làm biếng nữa. Mở ra coi, nghỉ việc luôn ở nhà ngủ tiếp. Mày làm biếng quá, còn chừng ế không có vợ luôn nghe Lu. Lu ế trong tư thế ngẩng cao đầu nha, đừng có đụng chạm tôi nữa, hãy để tôi yên tĩnh. Ok, xin một lời, tôi yêu Việt Nam.